Hi Ly, xin chào mọi người. Xin giới thiệu với mọi người, đây là cây bạch quả. Hôm bữa trước Ly đã có quay một cái video về dẫn mọi người đi lượm bạch quả cũng như cái cách xử lý và bảo quản bạch quả rồi. Ly sẽ để cái link ở phía cuối video nha. Nếu mà những ai chưa xem thì có thể bấm vào cái link để xem. Hôm nay Ly sẽ hướng dẫn mọi người làm các món cháo đơn giản từ bạch quả. Mong mọi người thích cái video này nha. Món cháo đầu tiên đó là món cháo trứng bạch quả. Để làm được món cháo này là mình cần có nguyên liệu không thể thiếu là bạch quả, rồi trứng muối và trứng bách thảo, rồi một chút xíu gạo, và cuối cùng đó là thịt nạc xay đã được ướp gia vị rồi. Tại có mình Ly ăn, Ly nấu ít lắm. Bây giờ mình cho 3 chén nước vào trong nồi. Sau đó là mình cho gạo vào, mình nấu đến khi nào mà cháo chín rồi là mình sẽ cho bạch quả vào. Rồi sau đó mình sẽ cho thịt nạc xay vào. Mình tán đều cái thịt nạc xay nha. Sau đó mình sẽ cho trứng vào. Cái này là không cần nêm nếm đâu, tại đã có gia vị sẵn rồi. Nếu mà cần mới nêm nếm sau. Như vậy là mình đã có món cháo trứng bạch quả rất là ngon nhưng mà lại đơn giản. Món thứ hai đó là món cháo tôm bạch quả. Để làm được món này mình cũng cần có bạch quả. Thứ hai đó là măng tây, rồi một chút xíu gạo và một chút xíu tôm. Bây giờ mình cho 3 chén nước vào trong nồi. Sau đó mình cho gạo vào. Mình cũng nấu đến khi nào mà cháo sôi. Rồi mình cho bạch quả vào nấu khoảng 2 phút. Sau đó mình cho măng tây vào và cho tôm vào luôn. Rồi mình cho nêm nếm gia vị cho vừa ăn, nấu thêm 2 phút để cho tất cả các nguyên liệu chín. Như vậy là mình đã có một cái món cháo tôm bạch quả rất là ngon và bổ dưỡng luôn. Món cháo thứ ba đó là món cháo bí đỏ bạch quả. Món này cũng rất là dễ làm luôn. Nguyên liệu thì gồm có bạch quả, thứ hai là bí đỏ đã được cắt khúc, mình có sườn non, và cuối cùng đó là gạo. Bây giờ mình bắt đầu chuẩn bị nấu nha. Đầu tiên là mình cho 3 chén nước vào trong nồi áp suất. Sau đó mình cho tất cả các nguyên liệu vào trong nồi áp suất luôn. Rồi mình nấu tất cả trong 15 phút. Sau đó mình cho bạch quả vào và nêm một chút xíu gia vị vừa ăn. Rồi mình nấu thêm 1 phút nữa là được rồi. Đây là cái món cháo bí đỏ bạch quả. Món tiếp theo đó là món cháo lòng heo bạch quả. Để làm được món này mình cũng cần có là bạch quả. Thứ hai đó là cái này là lá lách heo nha, và tim heo Ly đã ướp gia vị là gồm có bột nêm và tiêu trong đó rồi. Nguyên liệu kế tiếp đó là gạo. Món này rất là đơn giản luôn. Bây giờ mọi người bắt đầu nấu với Ly nha. Đầu tiên là mình cho 3 chén nước vào trong nồi. Sau đó mình cũng cho gạo vào nấu. Mình đợi khi nào mà cháo chín á, mình mới bắt đầu cho bạch quả vào. Sau đó là mình sẽ cho cái nội tạng heo vào. Rồi mình nêm nếm gia vị. Vừa ăn nấu thêm khoảng 2 phút nữa là được. Mọi người thấy món cháo này rất là đơn giản không? Nhưng mà rất là ngon luôn á. Mọi người nên thử nha. Món cháo thứ năm đó là món cháo rong biển bạch quả. Để nấu được món này là mình cần có bạch quả, gạo và tôm đã được ướp gia vị rồi nha. Đây là rong biển hay còn gọi là tảo biển, Ly đã rửa sạch rồi. Cái loại này Ly mua cái dạng khô á, mình về mình rửa sạch mình ngâm ra được rất là nhiều luôn. Người ta có người kêu là tảo biển, có nghĩa là rong biển. Bây giờ mình cho 3 chén nước vào trong nồi. Sau đó mình cho gạo vào.
mình nấu đến khi nào mà cháo chín á, mình sẽ cho dầu ăn vào. Sau đó là mình sẽ cho bạch quả vào. Kế tiếp là mình cho rong biển vào. Rồi sau đó là tôm. Mình nêm nếm thêm một chút xíu gia vị vừa ăn, nấu trong vòng 2 phút cho tất cả các nguyên liệu chính. Như vậy là mình đã có món cháo rong biển bạch quả luôn. Ly là tín đồ của rong biển nên thích món này lắm. Món cháo thứ 6 đó là món cháo sò điệp bạch quả. Để làm được món này là mình gồm có bạch quả, sò điệp. Sò điệp này Ly đã ướp với lại tiêu và bột nêm rồi để cho nó ngấm gia vị. Rồi nguyên liệu thứ ba đó là cải thìa. Ly đã cắt nhỏ cái cải thìa này rồi. Và nguyên liệu cuối cùng đó chính là gạo. Bây giờ mình mà bắt đầu nấu nha. Đầu tiên là mình cho 3 chén nước vào trong nồi. Sau đó mình cho gạo vào. Khi mà cháo chín á, mình cũng cho dầu ăn vào trong nồi. Rồi mình cho tất cả các nguyên liệu còn lại vào trong nồi. Nêm thêm một chút xíu bột nêm vừa ăn. Rồi mình nấu chín. Và có ngay cái món cháo rất là đơn giản nhưng mà lại rất là ngon. Món cháo cuối cùng đó là món cháo sườn non bạch quả. Để làm được món này là mình cần phải có đầu tiên là bạch quả, thứ hai là cà rốt, thứ ba là sườn non, thứ tư là gạo. Bây giờ mình cũng bắt đầu nấu nha. Đầu tiên là mình cho 5 chén nước vào trong nồi áp suất. Sau đó mình cho sườn non vào, mình nấu trong vòng 5 phút. Sau đó là mình cho tất cả các nguyên liệu vào trong nồi áp suất. Và thêm một tí bột nêm vô nữa nha. Rồi mình nấu cho thêm 4 phút nữa. Như vậy là mình đã có ngay cái món cháo sườn non bạch quả. Bên này mùa đông Ly rất là lạnh luôn nên ăn cháo là rất là thích hợp. Như vậy Ly đã giới thiệu với mọi người tổng cộng là 7 món cháo đơn giản từ bạch quả. Bạch quả được mệnh danh là thần dược. Nhưng mà mọi người chú ý nha, không nên ăn quá nhiều. Ly đọc trên mạng thấy mọi người là chỉ nên ăn khoảng 10 viên bạch quả mỗi ngày thôi, như vậy mới tốt. Nếu mà ăn nhiều quá sẽ bị ngộ độc thực phẩm. Mọi người nên tìm hiểu kỹ trước khi ăn nha. Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian để theo dõi video của Ly. Xin mọi người đăng ký nhấn chuông để ủng hộ Ly nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.